Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của AFK Mobi. Và hôm nay 63 sẽ có video giới thiệu anh em một tựa game mobile sắp về Việt Nam. Con game này thì nó có tên gọi ở Việt Nam đó là Tiên Vương 4D nha mọi người nhá. Và đây là mình chơi phiên bản nước ngoài của game này. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá cái phiên bản nước ngoài của con Tiên Vương 4D này để xem là con game này có gì thú vị. Đây, game này thì phiên bản nước ngoài nó sẽ chỉ có 4 ngôn ngữ là tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Hà Lan thôi. Mình sẽ vào tiếng Anh này. Và đây là nó mở server châu Âu ấy. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau vào. Ui, full luôn server luôn cơ mà. Mình sẽ vào một server mới đi. Ủa sao con game này đông nhỉ? Rồi, đây mình sẽ vào game luôn. Đấy, khi mà được phát hành tại Việt Nam thì nó là Tiên Vương 4D nhá mọi người nhá. Các bạn sẽ có rất nhiều lớp nhân vật để lựa chọn. Đầu tiên có tên gọi một lớp nhân vật tên gọi là Dronbon này. Đó, cầm cái này như cầm cái hoàn ấy. Thứ hai là một lớp nhân vật rất là đặc biệt ở trong game đó là Monkey King. Đó, tí nữa mình sẽ chơi lớp nhân vật này nhá anh em nhá. Đây là lớp nhân vật đặc biệt ở trong game. Thứ ba là một lớp nhân vật tên gọi là Archer, cung thủ. Thứ tư là một lớp nhân vật có tên gọi là Assassin. Thứ năm có tên gọi là Fencer, là một lớp nhân vật dùng song kiếm. Và cuối cùng là một lớp nhân vật dùng kiếm và khiên à. Đấy, tên gọi là Cyber. Chính xác là cầm đao á. Chính xác cầm đao nhá mọi người nhá. Rồi ở đây mình sẽ chơi lớp nhân vật Monkey King đi. Rồi mình sẽ tạo nhân vật này. Các bạn sẽ có một số phần tùy chỉnh ở đây. Rồi chúng ta sẽ đặt tên nhân vật này và đây, đặt tên này, sói bạc. Và chúng ta sẽ tiến hành vào game khám phá con Tiên Vương 4D này. Đây là mình chơi trước bản nước ngoài nhá. Sắp tới thì con Tiên Vương 4D này sẽ được phát hành tại thị trường Việt Nam. Để xem game này nó như nào đây. Các bạn sẽ có một con game có đồ họa full 3D. Đúng rồi, full 3D đây. Đấy, chất lượng hình ảnh thì mình thấy là hình ảnh khá là sắc nét nhá mọi người nhá. Và ấn tượng như nhân vật tạo hình các thứ ấn tượng như đây mình sẽ để lên Ultimate, đồ họa Ultimate luôn nhá. Đó, để lên để tất cả các thứ luôn, max setting luôn này. Đó, đợi nó update đồ họa. Đó, các bạn thấy là đồ họa rất là chi tiết và sắc nét. Nó không phải là một dạng game sở hữu một cái công nghệ engine bom tấn kiểu dạng Unreal Engine 5, 4, 5 gì đấy. Nhưng mà mình thấy là nó tối ưu rất tốt và nó làm rất là chi tiết có tâm. Đấy, cảm giác là nhà sản xuất làm chi tiết rất có tâm nhá. Các bạn nhìn này, hình ảnh full 3D luôn. Kể cả cả cái background sau đằng sau cũng là full 3D luôn, là 3D luôn. Đấy, và nhìn nó chi tiết sắc nét ấy. Đó, và mọi thứ đều rất là mượt mà luôn, không có hiện tượng giật lag kèm cấu hình hay là như thế nào cả. Thì với một con game với cái đồ họa nha thì mình thấy là đủ sức để thu hút anh em game thủ Việt. Còn tất nhiên là sau này cụ thể như thế nào các thứ thì tính sau, nhưng mà đấy, về cơ bản con Tiên Vương 4D này mình thấy là về mặt hình ảnh là sẽ đáp ứng được đại về nhu cầu của đại đa số anh em game thủ Việt. Ở đây mình thấy có một dòng đó là tiêu diệt boss thì được tặng free VIP. Về cơ bản thì con game này là một con game MMORPG thôi và các bạn sẽ đi làm nhiệm vụ đó. Chúng ta sẽ đi làm nhiệm vụ để có thể lên cấp, mở khóa dần dần các tính năng. Ví dụ như đây, level 8 thì mở pet, level 20 thì mở thú cưỡi, 42 thì mở set bộ trang bị. Đấy, nó khá là quen thuộc và cơ bản. Về lối chơi thì có auto sẵn rồi, nên là các bạn cũng sẽ không mất quá nhiều thời gian để làm quen với tựa game này. Và bạn nào mà hay chơi game nhiều vai nhiều rồi thì sẽ thực sự là dễ hiểu với con Tiên Vương 4D này thôi. Mình nghĩ con game này nó chủ yếu ăn tiền ở cái đề tài liên quan đến có nhân vật Monkey King, tức là có tổ không này, và cái hình ảnh đồ họa trong game làm 3D cũng rất là ok. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục đi làm nhiệm vụ nha. Sorry anh em, mình đang hơi ho tí. Đây, đấy, các bạn sẽ được tặng VIP nhá. Game thì có VIP. Và các bạn đi làm nhiệm vụ đánh boss ở trong game thì sẽ được free VIP, chắc là được free lên VIP 3. Ở đây thì vì nó mình thấy là nó bảo nạp VIP 4 thì quà xịn hơn các thứ thì chắc là phải nạp lên VIP 4 rồi. Còn sẽ được tặng free lên VIP 3. Đây này. Rồi. Có cái phần VIP này thì để sau. Đấy, bạn ạ, vì đây là cũng mà mình chơi để tìm hiểu về đồ họa và gameplay thôi chứ không tìm hiểu phần VIP này lắm. VIP này đợi bản Việt Nam. Level 20 thì chúng ta sẽ có phần
thủ cưỡi. Nói chung là nhịp game nó cũng khá là nhanh. Đấy, các bạn thấy là mình chơi một tí đã level 17 rồi. Nhịp game khá là nhanh. Đây, có phần kỹ năng nhân vật này. Cái điểm đáng tiếc của tựa game Tiên Vương 4D này, đây mình thấy là chỉ có 4 kỹ năng chính thôi. Các bạn sẽ chỉ có 4 một nhân vật cho chỉ có 4 kỹ năng chính và đây, kỹ năng phụ thì nhiều nhưng mà kỹ năng chính chỉ 4 kỹ năng thôi. Nên nó hơi ít cái sự gọi là tùy biến dành cho người chơi. Các bạn sẽ không có nhiều kỹ năng để sử dụng. Biết là auto đấy nhưng mà mình vẫn thích những con game có nhiều kỹ năng hơn. Đấy, nhìn nó thích mắt hơn bởi vì chỉ 4 kỹ năng thì nó cứ lặp đi lặp lại thì cũng hơi chán. Nói thật là các bạn là như thế. Thì đây là một, có thể coi là một cái điểm hạn chế của tựa game Tiên Vương 4D này. Đó là hệ thống kỹ năng nhân vật trong game này nó ít, nó chỉ 4 kỹ năng thôi, 4 kỹ năng chủ động thôi. Rồi các bạn sẽ được tặng một thú cưỡi này, băng hoặc lửa, mình sẽ lấy băng nhá. Cái này thì không quan trọng đâu. Đấy, đã có thú cưỡi rồi. Thú cưỡi này thì sau này cũng thể nâng cấp lên. Đấy rồi, đây có một số phần ảo hóa thú cưỡi này, nhìn rất là ngầu. Không quá nhiều, thực sự là không quá nhiều đâu. Đây. 4-5 cái thôi, 6 cái 6 thú cưỡi ảo hóa. Nhưng mà ngầu. Đó. Vẽ rất là đẹp. Lại tiếp tục liên hệ. Ở đây mình vẫn tải thêm tài nguyên. À nhận thưởng, tải không rồi, nhận thưởng này. Đấy, xem có một số phần quà tải game ở đây nhá. Game này thì nặng khoảng 1.5GB thôi. Nó cũng nói chung là nhẹ. Nói chung là nhẹ và đáp ứng được cái cấu hình của người chơi. Rất thoải mái. Cấp này. Look at you. You've got the talent. Đó, vẫn đi làm nhiệm vụ các thứ rất là quen thuộc thôi nhỉ. Nhưng mà về cơ bản thì lối chơi thì mình thấy là quen thôi, cũng không có gì thực sự là phức tạp hay là đột phá cả. Chủ yếu mình thấy là chủ yếu ăn tiền ở cái đồ họa full 3D mà nó đẹp mượt mà. Và đây ui, hình như là sau này có cả bánh bay ở khinh công gì đấy này. Rất là xịn sò luôn. Đấy, chủ yếu là ăn tiền ở cái phần đồ họa. Mình nghĩ là con Tiên Vương 4D này sẽ ăn tiền ở phần đồ họa. Đấy, có khinh công 4 bước anh em ạ. Đó, uầy. Đấy, ăn tiền ở những cái phần khinh công như này này. Bạn nào thích khinh công thì sẽ rất là thích cái tựa game Tiên Vương 4D nhá. Uầy, bay, đừng hỏi luôn. Bay ra khỏi map luôn này. Uầy, nhảy mà không giới hạn luôn. Bay ra khỏi map luôn này anh em này. Uầy, game khinh công... ai luôn, bay ra khỏi map luôn. Giới hạn map rồi mọi người ơi. Giờ rơi xuống thì làm sao? À, nó sẽ tự có động quay về thôi. Rồi ok. Đấy, chúng ta sẽ tiếp tục đi làm nhiệm vụ nha. Nói chung là game thì có hệ thống khinh công và các bạn có thể thoải mái bay lượn. Đấy, nói chung là game tự game rồi có bơi luôn này. Đó, có cả bơi luôn. Game có cả bơi các thứ luôn nhá. Đấy, rất là ok. Về mặt đồ họa và các tính năng thì mình nghĩ là tính năng hoạt động game thì chắc chắn là sẽ đầy đủ để mọi người trải nghiệm rồi. Rồi vào lại đánh boss này. Đó. Chắc là mình sẽ trải nghiệm đến đây thôi. Còn để mà cụ thể như thế nào thì chúng ta sẽ đợi bản tiếng Việt thì chúng ta sẽ chơi nó cụ thể hơn ấy. Đây, để lại được XP VIP này. Rồi đánh boss nhận đồ. Và lại tiếp tục đi làm nhiệm vụ. Đấy, thì trên đây là một cái video mình trải nghiệm và giới thiệu nhanh cho anh em về một con game mobile sắp được phát hành tại thị trường Việt Nam có tên gọi là Tiên Vương 4D nhá. Anh em nào quan tâm thì các bạn có thể mình sẽ để một đường link ở phần mô tả để các bạn tìm hiểu thêm thông tin về tựa game này. Cái game này nó cũng sắp được phát hành tại thị trường Việt Nam rồi. Đây, lặn xuống cả dưới biển luôn. Ảo nha. Đấy, rất là ấn tượng. Cảm ơn đã theo dõi bên này của Sói Bạc nhá. Mọi người thú vị đừng quên like, share, chia sẻ cũng như là subscribe cho kênh Akobi. Cảm ơn rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Bye bye. Chỉ độc quyền ở FK Mobi. Core mini game tuyệt vời hoang mỹ. Nơi mọi người vui cười không sầu bi. Quá tới thế cao, cho nhiều quá đi. Vậy còn chờ chi, chỉ ngay đi.